chào các bạn nha. Thì ngoài làm ná ra thì mình rất là thích thưởng trầm nha các bạn. Thì mình có sưu tầm rất là nhiều trầm nha các bạn. Thì bạn nào có đam mê giống như mình thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình nha, mình để trên màn hình nha các bạn. Thì ở đây mình có bán toàn bộ các loại nhang về trầm nha các bạn. Tất cả các loại ha, trầm có tâm và trầm không tâm và trầm vân mây, tất cả các loại mình đều có ha. Đặc biệt trầm của mình là trầm kiến nha các bạn, trầm kiến muối nha. Ở đây thì trầm kiến muối này thì rất là xịn sò nha các bạn. Ở đây các bạn có thể chiêm ngưỡng ha. Đây là trầm kiến muối nha các bạn. Rất là đẹp, rất là thơm nha các bạn. Còn ở đây là trưng bày ha, trầm trưng bày ha các bạn. Rất là nhiều loại ha. Các bạn nào có nhu cầu mà thưởng trầm á, có thích về trầm á thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình nha. Chào các bạn nha. Tết cây rừng các bạn. Chạc 75 ha. Bữa nay test cái chai nước suối ở đây các bạn. Gió quá các bạn, rất là ok nha các bạn, rất là may mắn ha. Đây là cây rừng chạc 75 ha. Cái form này thì ôm hay tỳ gì cũng rất là ok nha các bạn. Ôm hay tỳ gì cũng rất là ok ha. Cây rừng rất là cứng nha các bạn, cây này rất cứng ha. Vâng, nó cũng khá là ok luôn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.